どうして君を好きになってしまったんだろう。どうして？ Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta cùng nhau bước vào chủ đề Love and Like. I love you, I like you. Ok, chủ đề ngày hôm nay thì thuộc lĩnh vực nâng cao trong sơ cấp. Đây là cấp độ về sự yêu và thích. Bắt đầu là chúng ta để ý đúng không? Để ý đến một ai đó, sau đấy thì bắt đầu thích ai đó. Và đã thích rồi, sau đó cuối cùng là yêu đúng không? Yêu trong tiếng Nhật sẽ là I stayed, I stayed. Thích thì sẽ là 好きです, 好き, 好き. Chữ thích này nhá, thì nó gần cấp độ với I. Nên là trong tiếng Nhật khi mà người ta nói tôi thích bạn, tức là tôi đã yêu bạn rồi. Ok. Tiếp đến đó là thích. Thích ở đây là bắt đầu thích nhá. Khi mà bạn bắt đầu thích một cái gì đó thì bạn sẽ dùng từ này kini itta, kini kini itta. Và cuối cùng là để ý. Khi mà bắt đầu để ý đúng không, để ý cái gì đó thì chúng ta sẽ nói rằng là kininaru, hay là chia về thể quá khứ là kininatta. Ok. Ai stayed, 好き, 気に入った và 気になった, 気になったね. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến chữ yêu. Khi mà chúng ta muốn nói rằng là tớ yêu cậu đúng không, thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Chúng ta sẽ nói rằng là あなたを愛してる, あなたを愛してる. Ok. Hay là chúng ta có một cách nói khác đó là 君のことを愛してる, 君のことを愛してる. Cô ở đây có nghĩa là việc nhá. Cô tổ, tức là tất cả những gì thuộc về em, mái tóc, mùi hương, hay là khuôn mặt, bờ môi, thì anh đều yêu những cái đó. Ok. Và cuối cùng, một mẫu ví dụ thứ ba đó là お母さんのことを愛してる, お母さんのことを愛してる. Tôi yêu mẹ tôi. Chúng ta bước sang phần tiếp theo nhé. Đó là thích. Thích ai đó. Thích ở đây là 好き nhá. Và anh thích em thì sẽ nói là 君が好きだ, 君が好きだ, 君が好きだ. Ok. Nhưng mà khi mà mình tra trong Google hay là trong các bài hát hay là trong văn nói thì người Nhật nhiều người ta cũng sử dụng là 君を好きだ, hay là ở đây chúng ta có thể nói là 君を好きになった, なった, なった. Tức là anh đã yêu em mất rồi nhá. Tại vì 好き này nó gần với từ ai nhá, đã thích lâu lắm rồi, đã thích rồi nó. Nên là trong văn nói người Nhật người ta hay nói như thế, 君のことが好きです, tức là anh đã yêu em rồi nhá, tương đương với ý nghĩa như thế. Tiếp theo, 本が好きだ, hay là 本が好きです. Ok, だから dạng ngắn của です. 一番好きな人はお母さんだ. Chủ ngữ ở đây là 人nhá, người mà tôi thích nhất hay là người mà tôi yêu nhất là mẹ tôi. Ok. 一番好きな人はお母さんだ. Tiếp theo, chúng ta bước vào chữ 気に入った, 気に入った, tức là thích nhá, là like, like. Khi mà thích ai đó, ví dụ A đây mình cho A là một vật hay là một việc gì đó. Ok. Thì chúng ta sẽ có hai cách nói. Mình tra Google thì mình thấy kết quả ra như thế nhá. A o kinita. Hay là thứ hai đó chúng ta có thể nói rằng là A ga kinita. Ok desu ka? Chúng ta đi đến với mẫu ví dụ đầu tiên. Kono ko o kinita. Tức là tôi thích cô bé này. Kono ko o kinita. Hay là mẫu ví dụ thứ hai. この漫画が気に入った。この漫画が気に入った。Nhớ là có hai trường hợp nhá. Ok, không vấn đề gì cả. Hay là một mẫu câu khác. Đó là danh từ này cộng với no. お気に入り. Cộng tiếp với danh từ. お気に入り. Khi mà dịch sang tiếng Việt có thể dịch là ưa thích. Và trong mẫu câu này nó tương đương với là một danh từ nhá. Và chúng ta nối nó bằng trợ từ no. Ví dụ là 私のお気に入りの店、quán ăn, ưa thích của tôi,
OK. Koko wa watashi no okiniiri no mise da. OK. Ở đây là quán ăn ưa thích của tôi. Tiếp theo về dislike nhá, tức là không thích nhá, dislike. OK. Thì sẽ nói rằng là nani nani ga kini iranai. Tức là tôi không thích cái này, tôi không thích cái kia. OK. Kini iranai. Chúng ta cũng có thể nói rằng là nani nani ga suki janai cũng được, tức là không thích cái gì đó. Nhưng mà trong văn nói thì kini iranai họ cũng sử dụng rất là nhiều, nên là các bạn chú ý nhá. OK. Trong ví dụ thứ nhất, omae. Omae. Tức là mày nhá. À. Thái độ. OK. Omae no thái độ ga kini iranai. Tức là tao không thích thái độ của mày. Omae no thái độ ga kini iranai. Hay là một ví dụ thứ hai. Omae no chữ kanji này là kao. OK, kao này. Omae no kao ga kini iranai. Omae no kao ga kini iranai. Tức là tao không thích khuôn mặt của mày. Tiếp theo chúng ta bước vào từ mới cuối cùng, đó là kininaru. Kininaru. Kininaru là để ý nhá. Chúng ta sẽ thêm trợ từ ga đứng trước kininaru. Và trước trợ từ ga là một việc gì đó hay là một vật gì đó mà chúng ta để ý đến. Ví dụ thứ nhất, kareshi no kakko. Kakko. Kareshi no kakko ga kininaru. Tôi để ý đến quá khứ của bạn trai. Kareshi là bạn trai nhá. OK. Kareshi no kakko ga kininaru. OK. Hay là chúng ta có một câu như thế này. Việc mà gần đây anh để ý đến nhất. Nào. Việc mà gần đây anh để ý đến nhất là gì? Chúng ta sẽ có câu là saikin ichiban kininatta koto wa nan desu ka? Saikin ichiban kininatta koto wa nan desu ka? Các bạn có nhìn thấy bức tranh bên này không? Chúng ta có thể đặt được câu rằng là mình sẽ đặt câu như thế này nhá. Kanozo tachi no koto ga kininatte osieru koto ni shuchu dekinai nda. Tức là mình để ý đến các bạn gái kia và không thể tập trung vào việc dạy học được. Idesu ka? Minasan, kozonni desu ka? Kono ito batun desu ne. Ví dụ batun no koto ga kininatte osieru koto ni shuchu dekinai nda. Minasan osore so? すごいですね。大好きです。実はベトナムのバトンさんのことが気になります。バットンが好きです。これはこれはバットンって AV 俳優ですか？いや、AV 俳優じゃないです。Vâng, buổi học của chúng ta ngày hôm nay kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã thường xuyên quan tâm theo dõi kênh Dũng Mori của mình. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh Dũng Mori để cập nhật được những bài học sớm nhất nhé. Bye bye và xin được gặp lại các bạn trong các video clip sau.